Trong ngày làm việc thứ tư của đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hồ Chí Minh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh có buổi hội đàm với Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak, Vilayvong Buddhakham, thăm trường tiểu học Hữu Nghị tỉnh Champasak, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bắc Xế và Hội người Việt Nam tại tỉnh Champasak. Tại buổi hội đàm, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đề nghị hai địa phương cần tiếp tục ký hợp tác bản ghi nhớ định hướng hợp tác giai đoạn 2022-2025 để tiếp tục hợp tác phát triển trong giai đoạn tới. Đối với những dự án cụ thể mà tỉnh bạn đề xuất, đồng chí thống nhất và đề nghị giao cho cơ quan chuyên môn của hai địa phương nghiên cứu, tham mưu đề xuất triển khai. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng, với truyền thống và bề dày lịch sử trong quan hệ hữu nghị, cũng như tiềm năng phát triển, hai địa phương tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực có thế mạnh, phát triển kinh tế, xã hội. Sau đó, đoàn đến thăm trường tiểu học Hữu Nghị tỉnh Champasak. Tại đây, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên khẳng định, thành phố Hồ Chí Minh sẽ luôn đồng hành, sẽ chia với trường và tạo điều kiện để trường phát triển toàn diện, đồng thời hỗ trợ về vật chất để phát triển thành trường kiểu mẫu, nâng cao chất lượng dạy và học. Trường tiểu học Hữu Nghị tỉnh Champasak được thành lập từ năm 1978 tại thành phố Bắc Xế, tỉnh Champasak. Song song với các chương trình giảng dạy tiểu học của Lào, học sinh còn được học tiếng Việt một cách bài bản từ lớp 1 đến lớp 5. Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Nên đến thăm cán bộ nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bắc Xế và Hội người Việt Nam tại tỉnh Champasak. Đồng chí Nguyễn Văn Nên đã dành nhiều thời gian lắng nghe, ân cần thăm hỏi và sẻ chia với những khó khăn mà cán bộ nhân viên Tổng lãnh sự, cộng đồng người Việt tại tỉnh Champasak đang gặp phải, đồng thời động viên và bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, trong đó có quan hệ hữu nghị hợp tác thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Champasak đời đời bền vững. Tại tỉnh Champasak, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng tỉnh Champasak 10 bộ trang thiết bị họp trực tuyến. Sài Gòn Tourist tặng 5 suất học bổng trị giá 1,5 tỷ đồng cho tỉnh Champasak. Khi thăm trường tiểu học Hữu Nghị tỉnh Champasak, thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Nên trao tặng 10.000 đô la Mỹ cho trường. Đoàn cũng trao tặng tiền và hiện vật ý nghĩa cho Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bắc Xế và Hội người Việt Nam tại tỉnh Champasak.